mới được mời làm mẫu độc quyền, cô bé Phùng Phính đã có thể mua vàng cho bố mẹ. Được biết đến bởi vẻ đẹp trong trèo và giản dị, Phùng Phính, tên thật là Mùa Thị Dua, đã chiếm được cảm tình của hầu hết khán giả. Mới đây, cô bé đã được thuê làm người mẫu độc quyền, chính thức bước chân khỏi vùng quê về đến thành phố. Mặc dù mới chỉ chuyển đến thành phố Hà Nội nhận công việc chưa đầy một tháng, thế nhưng theo những clip được chia sẻ trên mạng xã hội, cô bé đã có một cuộc sống rất đầy đủ, thậm chí có thể mua được cả quà cho bố mẹ. Trong clip mới được đăng tải cho thấy bé đã đưa bố mẹ đi mua chiếc điện thoại tại Thế Giới Di Động. Nhận được món quà từ con gái, bố mẹ Phùng Phính đã không giấu nổi vui mừng và hạnh phúc. Vì quá xúc động, bố em còn rơi nước mắt. Thấy vậy, Phùng Phính không ngừng an ủi bố, kể cả mẹ cô bé khi thấy con mình trưởng thành cũng mỉm cười mãn nguyện. Được biết, ngoài điện thoại, Phùng Phính còn tặng cho bố mẹ cả xe máy và vàng nữa. Điều này có thể thấy số tiền mà cô bé kiếm được từ việc làm người mẫu là không hề nhỏ đâu nha. Tuy nhiên, sự đổi đời đồn ngôn này cũng gây tranh cãi rất lớn cho cư dân mạng. Nhiều người sợ em được chiều quá sinh hư, nhưng nhiều người lại cảm thấy em rất may mắn. Hy vọng sau này em vẫn giữ được nét đẹp hồn nhiên và không bị ảnh hưởng bởi đồng tiền. Các bạn nghĩ sao về cô bé này? Comment ngay cho TV Trends biết với nhà. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.